Quý nhà xin chào quý cô bác anh chị em. Lần đầu thì cho quý nhà gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người. Mến chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và làm việc thật là hiệu quả. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay của quý nhà nhá. Thì trong ngày 3 tháng 1 vừa qua tại Huế, chúng ta đã thấy một cái hình ảnh vô cùng là cổ kính, trang nghiêm, đặc biệt hơn nữa là tràn đầy cái sự yêu mến của rất là nhiều quý cô chú anh chị dành cho Tuyết Nhung cũng giống như là Thiên Ngân. Và khi mà nhìn thấy cái hình ảnh của Tuyết Nhung và Thiên Ngân ngồi cùng với lại các sư thầy và sư cô, những điều này nó thật sự là ý nghĩa cho các em. Con người mà tài đức vạn toàn thì đương nhiên rằng là cái đường công danh sự nghiệp của mình nó cũng sẽ rộng mở. Và cái hình ảnh mà các em hát cho chùa chiền thì mọi người cũng đã biết, hát cho chùa chiền thì các em sẽ không bao giờ mà lấy tiền cashi. Từ xưa cho đến nay, lúc còn sinh thời cô hai cũng vậy. Những cái món quà nó thật sự là gần gũi. Khi mà cô hai hay là các con của cô hai nhận được, đó chính là những cái món ăn của phía bên nhà chùa thanh đạm, những cái món ăn chay nó thuần khiết, hoặc là những cái trái cây hoa quả vân vân. Nó đơn giản là như vậy thôi, mà các em vẫn hào hứng, vẫn phục vụ cho tất cả quý cô chú anh chị em, cũng giống như là các sư thầy sư cô, có được những cái giây phút được gọi là xả stress. Và cũng giống như là mang lời ca tiếng hát của các em để một phần nào đó đóng góp cho phía bên chùa chiền. Đó là những cái điều mà quý nhà nghĩ rằng là nó quá là đẹp, nó quá là ý nghĩa. Sở dĩ những cái nguồn năng lượng tích cực như thế này thì đáng lý ra nó sẽ được lan tỏa cơ. Nhưng mà chắc có lẽ rằng là Tuyết Nhung vừa qua đã nhận được quá là nhiều cái sự ưu ái, cho nên có những người, người ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Và cái điều khó chịu của họ thì chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu được. Bởi vì nếu như mà Tuyết Nhung hay là Thiên Ngân mà không có cái gì đột phá hay là nổi trội thì chắc chắn rằng là không có gì để người ta có thể là so sánh, đúng không quý cô chú anh chị? Còn đằng này, tại phía bên trung tâm ca nhạc lớn tại hải ngoại, Tuyết Nhung đã dần dần có được những cái chỗ đứng quá là vững vàng mà có nhiều người ao ước cả đời cũng không thể nào mà có được. Bởi vì lẽ đó, một số người đã vào và comment và nói những cái lời rất là khó nghe đối với Tuyết Nhung, vì em ấy đã lọt vào top 5 do khán giả bình chọn cao nhất. Và cái điều đó là dễ hiểu thôi. Hát hay là một phần, mà các em sống có tình có nghĩa nó lại là cái phần còn lại. Chứ đâu có giống như ai kia đâu. Ta nói vừa hát tệ rồi mà tâm nó sinh tướng, rồi bản thân thì lại mắc cái tội trời đày, ăn cháo đá bát. Thì thử hỏi quý cô chú anh chị em rằng là tương lai và sự nghiệp á, nó có cái gì mà nổi trội không? Không hề có cái gì nổi trội. Nếu như nó nổi trội thì đã bước chân vào trong giới showbiz, hoặc là tham gia vào trong những cái chương trình của rất là nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng rồi. Hãy nhìn Tuyết Nhung, Thiên Ngân cũng giống như Quỳnh Trang kia kìa. Ví dụ như người ta nói các em hát dở đi, thì quý cô chú anh chị em có tin không? Và nếu như mà các em không có một cái sức hút hay là một cái sự nổi trội gì đó, có cái tố chất của một người nghệ sĩ, thì tại vì sao bầu show đình đám người ta thường hay mời các em? Cũng giống như là trong rất là nhiều cái show diễn và sự kiện các em đều được mời. Và rất là nhiều ca nghệ sĩ gạo cội người ta luôn mời các em. Còn đối với idol, ta nói rằng là mắc cái tội trời đày, sau những cái show diễn ở trong giới showbiz lại vắng mặt hoài vậy. Chắc bộ kền kền quên cờ đang cay cú rằng là tại vì sao bản thân của Tuyết Nhung và Thiên Ngân lại được nhiều cái sự ưu ái mà bản thân của anh cờ lại không bao giờ được những cái người mà gạo cội trong giới showbiz người ta mời. Bản thân của bác ba cũng thừa biết, ví dụ như hát lót, hát cá hay là tự tổ chức ra những cái mini show á, thì bản thân của anh cờ mới được vén mặt tới. Còn nếu như những cái show mà được gọi là đình đám đó, mà có thể là để cho người khác có một cái nhìn tổng thể về cái người ca sĩ đó, anh cờ lại không bao giờ có mặt. Bởi vì
Bản thân của anh ta sẽ làm ảnh hưởng đến những cái show diễn của họ. Và bao show cũng ít có ai mà mời anh cờ lắm. Ví dụ như người ta mời mà tầm 2 triệu hay là 5 triệu, người ta có thể là mời. Còn đằng này hô hời cho cố vô mức cachet 200 triệu đồng trên một show diễn. Và nghe đâu cái thông tin rằng là ở trong nhà của cô hai 6 năm mà kiếm được 9 đến 10 tỷ đồng. Thì ai mà dám mời anh cờ, đúng quý cô chú anh chị. Nó giống như là minh tinh màng bạc, là ngôi sao lấp la lấp lửng vậy đó. Thì ai mà dám mời? Bầu show mà đình đám hay là nổi tiếng, người ta nhìn người ta cũng ngán ngẩm, người ta cũng không muốn mời là như vậy đó quý cô chú anh chị. Và chung quy tóm lại á, thì đương nhiên rằng là các con của cô hai đạt được những cái thành tựu giống như hiện tại bây giờ là các em đã có quá là nhiều cái sự cố gắng và nỗ lực, cũng giống như là rất là nhiều cái hồng ân của cô hai để lại. Cho nên rằng là đâu có phải ai muốn là cũng được giống như các em đâu. Bản thân của anh cờ bây giờ chắc tiếc hụi hụi đó quý cô chú anh chị. Mà tiếc cái gì? Gieo nhân nào thì ắt sẽ gặp quả đó. Sống chung cùng với lại cô hai mà nỡ lòng nào gieo cho cô ấy những cái tiếng xấu. Rồi bây giờ sao? Bây giờ ra riêng rồi thì lại tấn công các con của cô ấy. Vừa qua đó mọi người biết làm sao không? Sau khi nghe cái thông tin Tuyết Nhung và những cái sản phẩm âm nhạc do các con của cô hai đưa ra, thì có nhiều người người ta nhảy vồ vào, người ta nói Tuyết Nhung hát dở đồ này nọ các kiểu. Hát dở mà sao người ta lọt top 5 vậy? Hát dở mà sao người ta được ưu ái quá vậy? Hát dở mà sao người ta được nhiều người thương quá vậy? Ủa, làm gì có cái gì mà không không đâu đúng không quý cô chú anh chị? Cho nên rằng là bản thân của anh cờ bây giờ tiếc nối lắm. Nhìn Tuyết Nhung càng ngày càng vững vàng, chắc anh cờ bây giờ tiếc hùi hùi lắm quý cô chú anh chị. Mà tiếc làm cái gì nữa? Ta nói người ta thường hay có câu 30 chưa phải là Tết. Cái năm 2016 anh cờ anh đoạt giải quán quân đó quý cô chú anh chị. Chưa hẳn là anh ta đã hát hay, hay là anh ta đã nổi tiếng mà nổi trội, nổi như cầu. Còn Tuyết Nhung ngày xưa em ấy chưa có đoạt được bất kỳ một cái giải thưởng nào, nhưng chưa chắc bây giờ em ấy lại không được nổi tiếng nha. Ta nói bản thân của anh cờ bây giờ nè, nhìn thử coi mình có giống ai không, và mình có được một cái chỗ đứng ở trong giới showbiz hay là không. Còn bản thân của Tuyết Nhung á, tuy rằng là em ấy không có gì, nhưng mà bây giờ em ấy khá là vững vàng và được nhiều người thương, cũng giống như là cái sự hậu thuẫn hỗ trợ cho em rất là lớn. Nói chứ không xa đâu quý cô chú anh chị, Tuyết Nhung sẽ giống như cô hai bây giờ thôi. Sẽ trở thành một người ca nghệ sĩ nổi tiếng và chuyên nghiệp thôi. Không tin thì anh cờ đợi mà xem. Quý cô chú anh chị em biết không, mình đừng có nhìn mặt mà mình bắt hình dong. Mình đừng có nhìn những cái gì ở quá khứ mà mình cứ nghĩ rằng là người ta ngon ngẻ, người ta hơn người. Ngày xưa nó khác với bây giờ lắm. Ngày xưa đó còn lấy cái sự thương hại của rất là nhiều quý cô chú anh chị em. Chứ còn bây giờ ta nói là mình làm mãi như vậy, không sớm thì muộn, người ta cũng bỏ anh cờ và cũng chả bao giờ thèm quan tâm đến anh cờ là ai đâu quý cô chú anh chị. Tương lai nó còn dài lắm. Cho nên ngày hôm nay không có nói được cái sự việc nào, ngày hôm nay còn nổi vậy đó, chứ ngày mai nó chìm bao giờ không hay. Nổi ở đây á không phải là nổi mà nổi tiếng, mà nổi á là do nổ quá nên nó mới nổi. Bản thân bộ kênh kênh của anh cờ là cái người biết rõ. Còn đối với Tuyết Nhung á, đi chậm mà đi chắc. Dù cái thành tích của em ở trong quá khứ nó không là gì, nó không có gì, nhưng hiện tại chưa chắc anh cờ đã bằng Tuyết Nhung. Cho nên rằng là đừng có lấy Tuyết Nhung ra để mà so sánh làm gì. Bởi vì anh cờ thua Tuyết Nhung một trời một vực. Để mà nói về cái giọng hát đó quý cô chú anh chị, thì hiện tại bây giờ quý cô chú anh chị em có nghe những cái bài hát mà anh cờ hát không ạ? Nó có cái gì được gọi là nổi trội hay là nổi bật không ạ? Dạ không. Nó quá là bình thường. Nó bình thường đến cái mức độ mà người ta cũng phải ngỡ ngàng. Tại vì sao ca sĩ hát đã không hay rồi mà làm lố đến như vậy? Ok, cái đoạn video này của nhà.
thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người luôn dồi dào sức khỏe, bình an và vạn sự như ý. Và nếu thích cái đoạn video này của Quýnh Nha thì các bạn có thể like, share, subscribe để ủng hộ cho cái kênh của Quýnh Nha nhé. Mình chào mọi người và hẹn gặp lại ạ.